Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Thưa các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái bộ kim chích điện nguồn. Cái vật liệu mình cần có thì là một cái phích cái, hai cái cây kim, loại kim mai tai mà cái cỡ chung chung đó các bạn, và một ít cái dây điện nè. Đầu tiên thì là mình sẽ lấy một cái dây đồng, dây điện ha, mình chuốt một cái đầu ra rồi mình mới là xỏ nó vào cái phần góc của cái cây kim đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái vỏ ngoài của cái dây điện đó, khi mình rút cái cuộc đồng nó ra thì mình còn cái phần vỏ đó, mình sẽ lồng nó vô cái chỗ cái cây kim này để mà nó bảo vệ nó cách điện ha. Rồi, tiếp theo mình lấy cây kèm mình kéo nó sát lên một chút, còn cái góc của chỗ dây điện đó, thì mình sẽ lấy băng keo mình dán lại. Mỗi một cây kim thì mình cho nó một cái màu của cái ống dày nó khác màu nhau ha, để mình sau này mình có sử dụng mình dễ phân biệt. Mình sẽ làm hai cây tương tự ha. Cái cây kia màu vàng thì cái cây này mình sẽ chọn nó màu đỏ cho nó có sự phân biệt màu ha. Bên đây mình cũng sẽ dán băng keo lại. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái phích cái nha các bạn. Nên mình mở nó ra. Trên phích cái thì nó có hai cái đầu kẹp. Ở một cái chân cực nó có cái đầu kẹp ha. Thì mình chỉ việc là chút dây và mình kẹp nó lại. Thank you.
Cái thích cái kim chích nhiệt này nó có rất là nhiều mình có thể chích điện từ bất cứ cái nguồn nào ngoài cái ổ cắm ra thì mình có thể lấy điện ở những cái chân cực, hiện là nó có đủ 2 giây thì đều có thể là chích nguồn từ ở đó được, ví dụ như là từ cái CB phổ biến nhất là cái chỗ cái CB đó mình có thể chích điện nó ra. Và mình cũng có thể thử coi cái chỗ 2 giây đó nó có điện hay không. Cái này thì nó cũng tương đương với lại cái cây bút thử điện đó, nhưng mà nó thử được cả 2 chân luôn. Còn cây bút thử điện thì nó chỉ thử được 1 chân thôi. Còn cái này thì mình có thể từ cái đầu phích này nè, mình có thể ghim ra được một cái thiết bị nào đó để mà mình thử, ví dụ như ghim cái đèn hay là ghim cái quạt để mình thử trực tiếp luôn cái nguồn đó, rồi nó có điện hay không.